Xin kính chào quý các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Vâng, báo anh em này là theo lời hôm qua thì hôm nay em sẽ đi quay toàn đồ những cao gọi là cao cấp ở chỗ em, quay cho các bác xem. Thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách cho em một like, một share và đăng ký kênh nhé các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem. Đó, tổng thể. Đây, em đang đứng quay tổng thể cho các bác xem. Đấy, con bên dưới là con mắc yên tốc. Mắc yên tốc đang đánh ấy, đang bật. Mắc yên tốc MC2255. Con này mua mới là hơn 200 triệu cơ. Sản xuất năm 1981. Bảo hành 1 năm. 1 đến 8 ohm. 250W cộng 250W là 1 đến 8 ohm. 5 đến 16 ohm là 500W. Rất là khủng. Vâng, em chào anh Phúc. Em xin cảm ơn anh. Đó là một con mắc yên tốc nha các bác nhé. Bảo hành 1 năm. Đá mù mới là hơn 100 triệu. Em xin chào anh Nam Trần. Theo lời hứa hôm qua em hôm nay đi quay những cái đồ nó cao cấp thì hôm nay em sẽ quay cho các bác xem. Rất là nhiều. Loa này, ống ni, đầu CD này. Đó. Ở đây là con Marang này. Con Marang LD8006 này. Giá khoảng gần 20 triệu, sản xuất năm 2017. Bảo hành 1 năm. Đầy đủ phụ kiện này. Đầy đủ hết, khiển nhé, các thứ đầy đủ. Rất là nhiều, đôi tán noi, AR đen. Này hơn 50 triệu nhưng mà to, thật sự này em không thể gửi được hay là gì cả. Rất là to, con Acufei này. Nukman C8F. Giá mua mới là khoảng 130, bảo hành 1 năm, giờ nó hơn 60 triệu, 119 decibel, nặng 22,5 cân, rất là nặng, rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Còn Nukman này. Acufei thì em sẽ quay từ từ. Hôm nay em đi vào cái đặc biệt nhất, các bác nhìn loa vàng chóe Century Gold đi bên Lào. Giá của nó đây, giá của nó là hơn 40 triệu, bảo hành 6 tháng, sản xuất năm 1996. Ra là 200W này, đại 800W, 6 ohm. Em thấy nó có gì sai sai, 27,2 kg. Đẹp. Đôi này nó đẹp lắm các bạn. Dì bên là Century Gold Limited. Giá mua mới hơn 100 triệu. Rất là khủng. Toàn hàng khủng thôi. Atec này, mà Atec hơn 100 triệu, thùng rất là to. Check kèn, đôi check kèn em khoái nhất là cái đôi check kèn này, nó rất là khủng. Hôm nay em đi em lại không có thấy con đấy anh ạ. Gì bên là 4343B. Không phải nặng lắm. Ui. Đây, 83,9 kg. Quay sát cho các bác xem này, 83,9 kg. Rất là ác. Chúc các bác có một ngày đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe nhé các bác nhé. Kiếm thật nhiều tiền nhé. Các bác nào thích về audio thì cứ liên hệ em.
các bác cứ chọn và gửi tiền, còn việc còn lại cứ để em lo. Nhưng mà những đôi loa này to quá thì em không lo được. Còn đây cũng là một con Macintosh C33. Con này có giá 60 triệu mất rồi. Giá man hiện tại, với giá man bây giờ bên em đang rất là cao đấy. Nó gần 230 rồi đấy. Đó là một con Macintosh. Em sẽ quay cận kẽ nhưng em không xoay ra được. Trực quan không cho quay. Vừa em quay thì nó bảo không quay, chỉ được xem cái này và quay thôi. Không được xoay đằng sau ấy. Thì mong các bác thông cảm. Các bác yêu quý em thì hãy cho em xin một lượt chia sẻ nhé các bác nhé. Vâng, và bác nào mà là fan của Acufei đây. Đó, là hai em Acufei M100. Bảo hành 1 năm. Con này có giá hơn 100 triệu thôi. Ra là 1000W, 2 ohm, 800W, 4 ohm, 500W, 8 ohm, 250W, 16 ohm. Rất là khủng. Khủng lắm các bạn ạ. Nhưng mà nhìn nó thì mắc là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đẹp cực kỳ đẹp. Chứ không phải đẹp. Con em đi không còn con E350 rồi. E350 ai bỗng mất rồi. Đó, là Acufei. Đây con Lookman A3500 sản xuất năm 1972, gần 50 năm rồi mà sao nó vẫn mới lắm các bác ạ. Nó dùng bóng 6CA7. Mấy cái bóng này vừa em thấy có mấy cái nó cũng tương đối là rẻ thôi. Bác nào mà tí em quay cho các bác xem. Có mấy cái. Có mấy cái bóng của âm ni đèn đấy các bác ạ. Tí giờ em sẽ ra em quay qua một tí loa cho các bác xem. Vừa em thấy có mấy, có một đôi tan loi. Acufei chỉ có một đôi này đó. Cả cửa hàng có một đôi này thôi anh nhá. M100. Nhà hai quả nó nặng. Nó này, đôi cái này nó không ghi nhưng mà nặng lắm ấy. Thực sự rất là nặng. Cực là nặng luôn. Rất nhiều đồ. Em đi thì quay ở chỗ này thì toàn con khủng thôi. Thân cơ này. Thân cơ khoảng 60 triệu bảo hành 1 năm này của Girodex. Lookman. Mấy con này vừa em quay rồi. Có Mitsua MFM58 NCE này. Bảo hành 1 năm. Mới tinh nha các bác nhá. Đây là hàng mới tinh ấy. Kiểu người ta mua, người ta bán, người ta chưa kịp dùng ấy. Đấy, có một chiếc Mitsua đấy. Em sẽ quay qua cho các bác xem cái con Fono Equalizer. Equalizer PH1 này. Con này có giá hơn 20 triệu. Em không biết là con này nó có công dụng gì nhưng mà nó rất là đắt, cực đắt luôn. Đấy, không rõ lắm. Đây có đôi check này, hai đôi check siêu check của Pioneer PTR4, giá 5,5 triệu, khoảng hơn 11 triệu, gần 12 triệu gì đấy. Ra là 100W, 6 ohm. Còn có JBN này là 2405, bảo hành 6 tháng, 16 ohm, 20W ra đấy, 20W là ra nhé các bác nhé. Rất là khủng nhiều. Đây giờ em sẽ tạp ra chỗ ngoài cho các bác xem.
con xe 8 con đấy. Để tí em xem lại. Anh nếu mà anh thiện chí như nào thì anh hãy liên hệ với em qua Zalo nhé. Đây. Một em tân noi. Heo tôn. Giá hơn 20 triệu đấy các bác. Chưa tính tiền gửi về và tiền công bát 25 cm 87.5 decibel. Ra là 50W 8 ohm sản xuất năm 1976. Giá mua mới có 8 an, giá bán lại còn 9.9, rất là đắt. Thấy bọn này nó bán đắt hơn là lúc mua mới. Xem bên trong các bác xem. Nó vẫn mới thật, bên trong mới lắm các bạn. Rất đẹp. Nhưng mà thùng nó cũng không được mới lắm. Thùng nó cũng bình thường thôi. Em định lấy con này về mà một mình không làm nào được. Tại nó có một đôi mà. Một đôi mà em đi tàu. Đây này, hôm nay em đi ở chỗ xa nên là không thể nào mà bê được một mình hai chiếc này. Chiếc này nó cũng mười mấy cân. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc loa gì đây? Spendos. Giá hơn 10 triệu. Rất là đẹp, rất là thanh mảnh, gỗ thịt 100% hết. Cái này gỗ thịt, nó không phải là gỗ ép nữa các bác nhé. Cái này nếu nó kích thước em không bật cái căng nó ra. Nhiều. Này em đi đến đây nhiều loại. Đây gì bên là đây. 4311A. Cũng bằng tiền giá đôi tan noi. Xem mảng con này. Để cho các bác chiêm ngưỡng. Mảng đẹp lắm các bạn. Mảng vẫn đẹp lắm. Vẫn còn trắng tinh, trắng tốt. Đó. Đây là đôi JBL 4311A. Con này bảo hành 1 năm nha các bác nhé. Mua mới hơn 60 triệu. Thế nhá, tiền Việt các bạn. Đây là L50. Cái đuôi này nó đã sửa rồi này. Nó sửa là nó có giấy này. Nó giấy nó báo sửa như này. Nó sửa cái gì. Nó có giấy hết. Nó không tạp nham. Đấy, sửa và chưa sửa. Bên này nó rõ ràng lắm. Có đầu giải mã của đơn lông thôi anh ạ. Đây là của đôi Philips. Philips ở Việt Nam rẻ lắm. Thì anh em sẽ bỏ qua em không quay. Nhưng bên này nó rất là đắt. Hơn 10 triệu đấy. Của đôi Marang này. Đôi Marang. Đó, có nhiều nút chỉnh bên trong lắm. Marang model là 930. Con này nặng, nó nặng ngang với đôi Diatone các bác ạ. 100% gỗ thịt này. Các bác thấy cái vân gỗ này 100% gỗ thịt. Còn những loại loa con, loa Buxell những thứ thì nhiều. Acouphase chỉ có một đôi duy nhất thôi. Thì anh chờ em tí em quay xong loa thì em ra em quay nút âm ly là này, em quay xong. Em thì thích cái đôi này, 75kg một thùng. Em mở ra. Quay. Bây giờ quay khe cho các bác xem nhé. Vừa đây.
Vâng. Em thích xem con này quá mà chưa tìm cách mở được. Ấy. Em mời các bác xem ạ. Kiểu chữ vàng ở dưới kìa. Đẹp, quá đỉnh luôn. Thật sự hôm nay em mới tận mắt được nhìn thấy cái màng hoa của cái đôi tân noi RHR N này. Đẹp, tuyệt vời thật. Các bác thấy tuyệt vời thì hãy cho em xin một like một share nhé. Đẹp thật đấy. Quá khủng luôn. 340. Đúng là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng này. Mấy tháng rồi em suốt ngày em đi quay. Hôm nay em mới được chiêm ngưỡng cái này. JBL 4311 ấy nó hơn 20 triệu ấy anh ạ. Đang lại khám phá tiếp bên này, nhìn phê quá. Đẹp lắm các bạn, cái kiềng vàng nó mới tinh tinh. Mắc phê. Bao đẹp luôn, em thử mở bên dưới nào. Ok anh, chờ em tí, em đang mải chiêm ngưỡng cái đuôi này. À, bên dưới này nó là cái lỗ kiểu thông hơi ấy các bác ạ. Nó tắt hơi ấy. Đó. Bác nào mà chưa được xem giống em thì lần đầu tiên xem thì hãy cứ mạnh dạn cho em xin một like nhé. Em xin đặt tặng các bác ạ. Cảm ơn, chân em chân thành cảm ơn các bác. Các bác một hành động rất nhỏ thôi nhưng mà đối với em nó là một cái ý nghĩa rất là lớn đối với em. Một người đi quay, đấy, đi quay cho các bác xem. Đấy, rồi tàn ngoài giá ở đây các bác này. Đẹp thật, đẹp, đẹp dã man, em thấy lần đầu tiên em được xem cái ở bên trong bát của nó như thế nào. Đó. Giờ em sẽ trả lời và quay cho các bác xem nhé, tại em mải mê cái đôi kia quá, em xin lỗi các bác. Đây là con Đen Long TP 1300 MK2 có giá hơn 30 triệu, bảo hành 1 năm, trọng lượng cân 17,3 kg, nguyên thùng xốp than cơ, rất là đẹp. Đó. Đầu giải mã thì nó chỉ có con DCD 1550AR và một con Đen Long DMD 1800L bảo hành 1 năm. Có giá mua ở đây là giá tầm 5 triệu này. Với giá man hôm nay này, 5 triệu này. Philip con này chỉ có 200 giờ thôi anh ạ. Đây con Philip đấy. Các bác ủng hộ em cho em xin một lượt chia sẻ nhé các bác nhé. Chỉ có 200 giờ. Nay em đi không thấy nọc xỉ. Nhớ lên đấy đi. Lên file đấy đi. À, lên YouTube đi. YouTube đi. Lên YouTube. Đó, con Phoenix. Nó đẹp, nó gọi là kính quang luôn các bác ạ. Đẹp lắm. Sony thì chỉ có đầu bình thường thôi. Không có ấy. Có con 222 ESA này. Cái này rẻ đấy, hơn 1 triệu đây. Sân năm 1991. Nó nhẹ đây. Này về Việt Nam tầm hơn 3 triệu. Đây con Onkyo. Nhưng con này nặng lắm, em mua ở gần chỗ em.
gần chỗ em nó có thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Tăng tên nữa. Ừ, em tăng vào, em tăng tên anh vào. Đó. Giờ em sẽ lượn lượn ra cái chỗ A Cu Phây cho các bác xem. Phây là cái gì quý nhỉ? Đức quý. Không sợ nữa. Bút xèo. Viết tên là nó ra mà. Có mấy cái của cái băng cối, cái đĩa cối có này. À rồi em quay cho các bác xem nào. Cái bóng đèn. Bóng đèn bắt đầu cần thì báo em luôn. Tại em đi chỗ này là em đi tháng em cũng đi một lần thôi, em không đi nhiều đâu. Tại tiền vé mỗi lần đi em hết tiền triệu rồi. Đó. Rất là nhiều bóng đèn này. Và từ đó của New 4 này. Mấy cái này thì nó cũng rẻ thôi. Đấy, có bác nào cần của cái này nó 6V6TG. Bóng đèn này. Với cả một đôi 6AS7GA. Một đôi này. Một đôi 6BR8A. Có một đôi này. Và một đôi 6BM8. Một đôi. Một đôi này. Rất là nhiều. Đó thì em quay qua cho các bác thế. Thì các bác nào mà thích cái nào thì hãy cứ chụp ảnh lại ông bảy em để em nhớ. Để em ra cái chỗ âm ni tí, ngồi mân mê âm ni với các bác tí. Đây, cửa hàng hoa check này, siêu check của Pioneer JBL. Phê 100 đây. N34 ở chỗ kia có nhưng mà nó hơn 1 triệu anh ạ. Mua bên này nó hơn nó khoảng 1 triệu 2 triệu 3 của tôi đấy. N34 đấy. Của RUSA thì phải. Đấy, mà 100 A Cu Phây hai con là có duy nhất A Cu Phây là có hai chiếc này nhưng mà nó cân nó rất nặng. Ở đây em quay lại con lúc man C8F này, con này đẹp lắm. Em thấy con này nó rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Đây con này con máy Intox đang đánh nhỉ các bác này. Đấy, đang đánh ấy, máy Intox ấy, đang đánh với cả đôi loa JBL Century Gold. Em bật nhạc này em đến lúc em mà bị bản quyền em cắt cái tiếng đi là coi như là cái đoạn video đấy không một bác nào nghe tiếng gì nữa. Chắc là em đã đứng xa xa ra. Này, máy tính đang bật này. Đây em dí sát cho các bác nghe tí. Đấy. Nó đang bật đấy. Vâng ok. Em đi mà em gặp thì em lấy. Tại vì em thấy cửa hàng này nó những cái đồ ấy thì nó ít lắm, toàn đồ đẳng cấp hẳn đấy. Nhưng mà nó rất là ít, tại vì chỗ em nó không phải là thành phố hẳn, nhưng mà em lên thành phố chỗ em rồi. Rất nhiều,
dưới này thì nó kiểu như là hàng lỗi hỏng ấy, hàng tem xanh ấy, có núm man, có con Marang 510M này, đắt hàng hỏng ấy, hỏng mà nó 88 này, nó gần 20 triệu rồi này, rất là đắt. Săn xui này, AUD7 này, rất là nhiều, nhưng mà nó cũng giá nó cũng những cái hỏng hỏng ấy, nhưng mà đắt lắm các bạn ạ. Đấy, em lượn vòng thế là cũng hết rồi. Các bác muốn xem cái gì thì cứ comment bảo em quay cho các bác xem một lúc nữa, rồi em cũng ở đây không có anh, nên là N34 thì nó ở ngay nhà em cơ, tầm 1-2.3 triệu ấy, mua bên này ấy. 6/6 thì phải ấy. Đây là những cái dây, rất là nhiều dây. Nó chỉ có 43-43B bình thường thôi, nó không có MK2. Đây nó đang bật nhạc, thì ra em không dám ngồi ở đấy, không đến lúc là em quay xong video này em đăng lên là nó bị cái cắt. Người Nhật người ta đang xem, còn những người già người ta có tiền ấy. Nhật người ta chơi, người ta toàn thích cái đồ đắt tiền thôi. Lookman, đây là 100 là Century Gold. Đấy. À, dây noa nhiều lắm anh ạ. Rẻ nhất là hình như là gần 5 triệu. Em quay cho các bác xem luôn nhé. Em quay video rồi, nhưng giờ em tiện em quay qua cho các bác xem. Dây nguồn này. Một đống này. Đống dây nguồn này. Các bác hãy ủng hộ cho em xin một like, một share đi các bác. Em xin cảm ơn các bác ạ. Đó. Đây là dây nguồn, dây loa đây, hơn 4 triệu này, hơn 4 triệu được có 2,3 mét, của hãng Audio QST, tiếng Anh em không đọc được, thì là rất là khó, nhiều lắm. Dây loa cực đắt luôn, cả dây AV, gần 5 triệu này. Của PAD này. Mizuno C này. Tên bảo hành 1 năm, mấy cái này toàn bảo hành 1 năm, còn mấy cái dây nguồn này thì chỉ có bảo hành 10 ngày đấy, cả dây loa cũng 10 ngày, chỉ 10 ngày đấy. Quay em không thấy đâu. Quán này em không thấy cái e quay nào tất cả. Tại cái Nhật nó ít e quay lắm, ít chơi lắm. Thi thoảng mới gặp được một con e quay thôi. Đây không phải con e quay. Không có anh ạ. Để quay em không thấy con nào đâu. Đây có mấy con đẩy. Rất nhiều. Đó, thì em cũng quay tổng thể như thế nào nó cũng hết những cái đồ mà đẹp mà nhiều bác hỏi, mà nhiều bác quan tâm đến đâu. Còn bác nào mà muốn quan tâm thì hãy gọi điện cho em. Em ở cái quán này khoảng tầm 20 phút nữa. 20 phút nữa này chắc là em cũng đi ra chỗ khác thôi. Tại em mất công đi thì em phải tiện đi mấy chỗ cơ.
Thì bây giờ em sẽ quay qua cho các bác xem một lượt nữa. Một 51 SE không có anh ạ, mà đấy không có. Đó, thì chắc này em cũng vâng, toàn ông đi nhiều tiền thôi. Hôm qua thì lại nhiều bác bảo sao lại nhiều cái rẻ tiền, nếu hôm qua em phát trực tiếp thì nhiều bác bảo rẻ quá, hôm nay em đi thì em tìm đến chỗ mà nó toàn những cái đồ mà nó đắt hẳn luôn ấy. Đó. Thì cái này em cũng xin kết thúc cái livestream này, thì chúc các bác có một ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe nhé các bác nhé. Thì chắc này em cũng xin kết thúc livestream. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo để em quay và em đăng lên nhé các bác nhé. Thì chúc các bác sức khỏe và em xin kính chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những lượt livestream tiếp theo nhé các bác nhé. Em xin chào tất cả các bác ạ.